Phúc đã bắn được 10. Giờ Phúc sẽ test thử cái ná thun này cho mọi người xem nha. Thì những video trước mọi người thì Phúc đã làm rồi, và hôm nay Phúc lại tiếp tục đi săn vào buổi tối, bởi vì á cái ná thun nữa nó chỉ thích hợp săn vào buổi tối thôi mọi người nha. Bởi vì lúc thời điểm buổi tối á, những con chim á nó đang đậu ở trên cây, tức là chim đang ngủ mọi người. Và hiện giờ cũng đã là 6 giờ chiều rồi. Đây này, trong tay Phúc đang cầm một cái chai nước rộng đỏ nha. Giờ Phúc sẽ đặt cái chai nước ở đây. Đây. Không có nước mọi người nha, chỉ là chai không nha. Đây, Phúc đặt chai ở đây. Và cái tiếp là Phúc sẽ bắn cái chai này mọi người nhé. Phúc vẫn dùng ná thun này nhá, và dùng những cái viên đạn của nó là bằng những cái cục đạn tự nhiên. Đây, cục đạn tự nhiên tức là cục đá mọi người. Rồi chúng ta sẽ qua bên kia rồi bắn nhé. Và Phúc cũng xin lưu ý với tất cả mọi người nha, cái ná thun này á, nó không phải là ná thun để săn bắn những con thu vực hoang dã lớn đâu nha. Nó chỉ dành cho những là con chim nhỏ nè, hay là con gà rừng, hay là những con chuồn nhỏ nhỏ đó thôi, hay là con sóc con chuột gì đó thôi. Nó không bao giờ bắn được con thú lớn mọi người nha. Mọi người đừng có hiểu lầm đây là cái ná thun để bắn thú lớn nha, không phải đâu nha. Phúc chỉ làm chế ra như này á, mình để bắn chim hay là bắn những con chuồn, con sóc gì đó thôi. Giờ trời cũng đã tối mọi người. Giờ Phúc sẽ đi soi ở khu vực này mọi người nha. Nếu có gì thì mình sẽ bắt con đó mọi người nha. Đã tối rồi. Ở phía xa kia mọi người, Phúc đã thấy chim rồi. Giờ Phúc sẽ phóng to cho mọi người xem thử nha. Đấy, mọi người thấy chưa? Đó là chim nó đang ngủ trên cây mọi người nha. Giờ Phúc sẽ bắn con này nè. Đấy là được một con này. Tại vì Phúc bắn nó gãy cánh rồi. Wow, mùi. Phúc so tự nhiên thấy con rắn này nó xanh mùi. Đấy, mọi người thấy chưa? Đây nè. Đây là con rắn mùi nha. Con rắn này từ trước giờ Phúc chưa bao giờ ăn nó nên Phúc không đụng tới đâu. Đây nè. Nhìn nó rất là xanh lè giống như là lá cây vậy đó. Mà từ trước giờ Phúc chưa ăn rắn này nên mình không nên đụng tới nha. Biết rắn vậy luôn. Đây nè mọi người thấy không? Giờ Phúc đã soi thấy một con chim ở đây nè. Đó, cái màu trắng trắng mà nó đang núp ở trong lá cây mà màu xanh mọi người. Đó là con chim nha. Đó, trong hình điện thoại là chắc chắn là mọi người chưa xem được rõ rồi. Giờ Phúc sẽ bắn mọi người nha. Chạy máu kiểu này luôn nè. Con này. Giờ Phúc lại tiếp tục phát hiện được một con chim mọi người. Con chim này là con chim cứu đất mọi người nha. Nó đậu tuốt trên cao kìa mọi người. Đó, tay Phúc chỉ đó là chim đang đậu trên nó nha. Giờ Phúc sẽ bắn mọi người nha. Ôi, cao quá mọi người, bắn không trúng đâu. Quá cao luôn á.
Ở phía xa xa thì mọi người Phúc đã soi thấy được một con rắn mọi người. Đây nè, trong cái bụi cây mọi người. Ở dưới này có suối chảy nha, ở trên này có rắn này. Đây nè, có cái màu mà trắng trắng nè. Rắn nó đang uống mình, nó nằm ngủ vào buổi tối mọi người nha. Đây nè, đó. Giờ đó Phúc sẽ bắn to cho mọi người xem. Đây nè, có cái màu trắng trắng là rắn nha. Con rắn này Phúc thấy rất là to mọi người. Bây giờ Phúc đang tìm cách như nào để mình bắt được rắn này. Thì bây giờ không nói gì nhiều, giờ Phúc sẽ bắn con rắn này mười nha. Kìa cả, nó cái màu trắng trắng là rắn mười nha. Đó, ngay cái chỗ mà đèn Phúc soi sáng sáng đó, tay Phúc chỉ đó, ngay cái chỗ đó là rắn mười. Phúc đã bắn được 10. Mùi thấy không? Cái con mà trắng trắng ở trên đó là chim mọi người. Đó. Đó, nó đang ngủ trên cây mọi người. Giờ Phúc sẽ bắn con này nha. Hên xui nha, tại vì nó cũng khá là cao. Một là trúng, hai là không nha. Thất bại mọi người. Bụi khá là rộng mọi người. Đây mà không có thấy chim ta. Ồ, Phúc đã phát hiện rắn mồi. Nè, mọi người thấy chưa? Đây này, nó ngủ trên đây này, ngay cái chỗ mà để binh Phúc soi mọi người. Rắn, giờ con này cũng hơi thấp nên Phúc bò từ từ, Phúc chụp bằng tay mồi nha. Bò chụp bằng tay thôi. Ui, được rồi mọi người, được rồi, được rồi. Tại cái con này nó ngủ thấp mọi người. Nên Phúc, đây nè, Phúc đã chụp được bằng tay. Ui, con rắn này to mọi người. Đáng lý ra là Phúc bắn nhưng mà do là Phúc thấy nó muốn chạy mọi người. Nên Phúc nhảy vô Phúc chụp bằng tay luôn. Với lại con này nó ngủ thấp mọi người. Đây nè, cái đầu này nè. Nha. Thành quả của Phúc được đây. Wow. Những rắn như này á, ăn rất là ngon mọi người nha. Cái con này là bên vùng Phúc hay gọi là con rắn lại. Trong những video trước thì Phúc đã từng làm video về con rắn này khá là nhiều rồi. Và hôm nay Phúc tình cờ đi săn lại gặp nó mọi người. Giờ Phúc sẽ bỏ vô cái ba lô của mình. Chắc mọi người không thấy đâu. Giờ Phúc sẽ phóng lớn cho mọi người xem nha. Túc ở trong kia có cái chim cú đất mọi người. Cái con cú đất này nó chuyên môn nó ngủ trên cao không à. Đó mọi người thấy chưa? Đó, cú đất đó. Nãy giờ là Phúc bắn hình như là hai ba con đó mọi người, không trúng luôn tại vì nó ngủ rất là cao. Rồi tiếp tục bắn con này nữa mọi người nha. Nãy giờ là Phúc bắn con này là toàn là bị hụt không. Lần này là không trúng đâu, không biết nói như thế nào luôn. Con cu này nó ngủ túc túc trên cao. Đây nè. May mắn quá mọi người. Cái con này là Phúc đã bắn trúng rồi nè. Rớt luôn nè. Nãy giờ là như hai ba con Phúc bắn con bị trúng. May gãy cánh mọi người. Con này là con cú đất mọi người. Nãy giờ là tính ra là Phúc đã làm xảy hết ba con rồi. Và cái con này là cũng đã được may mắn nè. Phúc đã bắn được nó là chỉ là gãy cánh thôi mọi người. Chúng ta soi chim mọi người.
thì mình nên soi từ từ thôi. Nếu mà mình soi nhanh quá là mình không kịp nhìn thấy chim đâu. Tính ra Phúc đi nãy giờ cũng đã được mấy tiếng đồng hồ rồi, và đã thu về cho mình cũng được đủ ăn trong cái buổi tối mọi người. Sau một thời gian đi săn mọi người, thì bây giờ cũng đã 9 giờ mấy rồi. Giờ cái thành quả mà Phúc sẽ lấy ra cho mọi người xem nha. Một đêm thành quả của Phúc đi săn được bao nhiêu nha. Trước tiên là mình sẽ tìm. Đây nè, đây là Phúc đã săn được con cua đất 10. Đây nè. Đó. Và cái phần này nữa nè, trong này nữa mọi người. Ở đây có một con chim mọi người, Phúc bắn ra chảy máu nữa nè. Tiếp là con chim này nữa nè. Và cái tiếp nữa là đây là con rắn mọi người. Đây con rắn này nè. Đây nè. Con rắn này vừa nãy Phúc bắn ngay cái đầu mọi người. Đã chết rồi. Và còn con rắn này nữa nè. Đây nè. Con rắn này là nó ngủ thấp quá nên Phúc muốn bắn rồi mà nhìn nó muốn chạy đó nên Phúc chụp bằng tay. Như vậy là thành quả của Phúc hôm nay là đây nè. Một con rắn, xin lỗi, hai con rắn, ba con chim mọi người. Thì ba con chim. Và kế tiếp là Phúc sẽ nấu những con này mọi người nha. Trong thời gian mà Phúc lột da con rắn với là nhổ lông chim mọi người thì Phúc không thể nào mà quay cho mọi người xem nha. Vì đó là cái điểm nhạy cảm nên mình không thể nào mà quay. Và là khi nào mà lột da xong mọi người. Đây nè mọi người. Phúc vừa mới lột da xong mọi người nha. Về phía bên này là chim mọi người. Về phía bên này là rắn này. Và cái tiếp là mình sẽ chặt từng khúc để xào mọi người nha. Căng quá. Rồi. Đây là bếp. Để cho họ có chịu đóng cửa, ta đóng cửa. Thịt đã chín mọi người, quá tuyệt vời luôn. Thịt rắn với lại chim mọi người. Đây là cái trong thời gian mà Phúc đi săn hồi nãy nha. Cái phần này là ly rượu. Rồi anh em mình nhấp nhí đi. Ok. Quay cho ta. Xong rồi lúc chiều anh đã test cho khán giả ta xem. Cái thịt này là nãy giờ Phúc đi săn là cũng nhờ cái nát thun mà Phúc chế ra mọi người nha. Đây toàn là những thịt tự nhiên ở trong rừng. Mời tất cả mọi người cùng dùng chung với Phúc với là đứa em của mình nha.
Bây giờ cũng tầm 10 giờ mấy mươi. Sau thời gian đi săn thì khá là dài. À, ăn đi nhỏ. Ở trong rừng trong núi thì ăn đũa là không cần gọt đũa đâu ha. Mình đây là phân chim mọi người. Chim thoải mái không? Wow, mời tất cả các chú anh chị và các bạn cùng thưởng thức cái phút nha. Cái nhau rất là giòn luôn mà uống nhỏ, uống tự nhiên đi. Thịt rừng. Ôi trời ơi, quá tuyệt vời luôn mọi người. Cái phần nấu ăn này thì tại vì mình ở trong rừng, trong núi mọi người. Ăn thì mình nấu đơn giản thôi. Đừng có nấu cái gì mà nó không phải là dưới khách sạn hay là nhà hàng đâu nha. Mình nấu rất là công phu gia vị về. Nhưng mà mình ở trong rừng á, mình nấu đơn giản thôi. Gia vị sơ sơ cũng được ăn rồi mọi người nha. Mời tất cả mọi người nữa nha. Nhìn rất là tuyệt vời luôn nè. Wow. Uống này nhỏ. Cứ vào bữa tối như này mà có ly rượu mà có thịt rừng tự nhiên như này thôi, ok. Chúng men. À, sự ơi. Quá tuyệt vời luôn. Ăn đi mọi người ơi, ăn đi nhỏ ơi. Bây giờ Phúc sẽ gắp cái miếng thịt rắn mọi người. Đây là thịt rắn này. Đó. Lấm cái não tại ăn cái não được lắm mà. Thôi như vậy là bây giờ có Phúc tới đây xin được phép tạm dừng mọi người nhé. Tại vì cũng đã khuya rồi, Phúc với em mình nhậu nhẹt xong là ăn uống rồi nghỉ ngơi. Giờ cũng đã khuya. Cảm ơn mọi người đã theo dõi kênh của Phúc nhé.